Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 32. Bá Vương trên sông giết Nghĩa Đế. Lại nói Trương Lương lấy cớ bán kiếm đến thuyết phục Hàn Tín về theo hán, rồi bèn lấy trong vạt áo ra một bức thư trao cho Hàn Tín. Ngày trước khi tôi từ biệt Hán Vương và Tiêu Hà, đã từng có hẹn rằng nếu như tôi tiến cử nguyên soái đến thì lấy bức thư này làm bằng, nếu thấy ai có thư thì phải nên trọng dụng. Ngài hãy nhận lấy bức thư này, chớ để thất lạc, kẻo lỡ mất đại sự. Tín lại hỏi rằng, tiên sinh đã thiêu dụi sản đạo rồi thì đi đường nào mà vào Bao Trung? Lương lấy từ trong túi sách ra một tấm bản đồ trao cho Hàn Tín, nói: bản đồ này có đường tắt qua núi, từ đường dốc vào cửa Trần Thương, rẽ sang dãy Cô Vân Lĩnh, núi Vũ Cước, vòng đến núi Kê Đầu, rồi đi thẳng xuống Bao Trung, gần 200 dặm. Ngày sau tướng quân phá Tam Tần, nên theo lối này mà ra, chỗ này nhiều người Hán cũng không biết. Tướng quân nên bí mật, chớ còn dễ dàng cho người khác thấy. Hàn Tín nhận lấy thư cùng bản đồ, cất vào người rồi, lại hỏi: bây giờ tiên sinh đi đâu? Lương nói: nay tôi đợi sau khi Bá Vương rời đô, sẽ học theo cách của Tô Tần đi du thuyết 6 nước, cho họ phản lại Sở, để chia bớt thế lực của Bá Vương, khiến cho ông ta không còn có ý lại nhòm ngó sang phía Tây nữa, thì tướng quân sẽ được tùy ý đánh hạ Tam Tần, chiếm cứ Hàm Dương mà mưu tính thiên hạ vậy. Tín nói: tôi cũng sớm muộn sẽ lên đường, chỉ cần xem cơ sự thế nào, rồi tới lúc ấy sẽ tự có cách xử trí. Hàn Tín cũng không có gia quyến gì, chỉ có 2 tên lính canh cửa chặn giữ ở ngoài và 2 đứa gia đồng hầu hạ. Trương Lương bèn ở lại một tối, cùng ngủ một giường với Hàn Tín. Đến hôm sau thì từ biệt rời khỏi Hàm Dương, đến các nước du thuyết chư hầu. Hàn Tín chuẩn bị hành trang, viết một bức thư nhà, dặn dò gia đồng chuẩn bị lộ phí, về Hoài Âm thăm gia đình. Lại nói Phạm Tăng ở Bành Thành trông nom thúc giục Nghĩa Đế đến Sâm Châu. Nghĩa Đế nói: vua là người ra lệnh, bề tôi là kẻ tuân lệnh vua mà truyền bá giáo hỏa ra vậy. Xưa Hạng Vũ lập ta làm vua là để cho thiên hạ trông theo, chư hầu vui phục mà được vào quan trung. Ta đã có lời hẹn, ai vào quan trung trước sẽ được làm vương. Nay Vũ bội ước tự lập làm vương, phong tước cho chư hầu thiên hạ, ý muốn rời ta đến Sâm Châu, phế bỏ một nơi không cần đến nữa. Như vậy có khác nào đầu cho xuống dưới mà chân lộn lên trên, mũ giày đổi chỗ, thật trái lẽ bề tôi. Ngươi là á phụ của Hạng Vũ, nhẽ nên hết sức can gián để sửa lại sai lầm ấy mới phải, đằng này lại giúp kẻ kia làm ác, ấy là lại nối theo bước vong Tần vậy. Ngươi không thấy thẹn trong lòng ư? Phạm Tăng phủ phục xuống đất, nói: tăng tôi đã mấy phen khổ gián, nhưng Hạng Vương không nghe, nay lại sai Quý Bố đến coi giữ đốc thúc, chỉ nay mai là rời Hàm Dương, muốn đến Bành Thành dựng đô. Thần cũng lưỡng nan, nhưng xin tùy nhà vua sai sử vậy. Nghĩa Đế nói: ngươi là tâm phúc của Hạng Vũ thì nên hết sức khuyên can, há lại phó thác vào việc tuân mệnh mà chẳng cách nào khả dĩ ư? Đó là kẻ tiểu nhân A Dua, chứ chẳng phải thể thống của kẻ đại thần lấy đạo mà thờ vua vậy. Tăng sợ hãi không biết làm sao được, chỉ còn biết viết thư tâu rõ cho Bá Vương biết. Bá Vương biết Nghĩa Đế không muốn rời Bành Thành, nổi giận nói: Hoài Vương chỉ là một tên nhãi ở ngoài dân gian, do nhà ta lập lên mà tôn làm vương, ấy là kỳ ngộ ngàn năm vậy. Thế mà nó dám tự ý sai Lưu Bang đi sang phía Tây, ý muốn cùng nhau kết hảo, coi ơn thành thù mà có ý mưu hại ta. Nay làm Nghĩa Đế lại tự cao tự đại, nếu chẳng trở đi tất thành hậu họa. Rồi bèn sai Cửu Giang Vương Anh Bố, Hành Sơn Vương Ngô Nhuế, Lâm Giang Vương Cung Ngao ngầm mai phục ở bên sông lớn, rồi lại cho Phạm Tăng, Quý Bố, Hoan Sở, Vu Anh thúc giục Nghĩa Đế mau chóng lên đường, đợi khi đi đến sông lớn sẽ giả cách ra nghênh đón, rồi nhân đó giết đi và truyền bá rõ trong ngoài, nói rằng Nghĩa Đế đi đến giữa sông thì gặp gió lớn, làm lật thuyền chết đuối, để che giấu việc ấy cho thiên hạ khỏi nghị luận.
Bá Vương tính toán đâu đấy rồi, truyền lệnh dặn dò bốn người mau chóng đến đón đợi trên sông, lại viết một bức thư dâng lên Nghĩa Đế rằng: Thần Tây Sở Bá Vương Hạng Tịch dập đầu khấu thủ thưa rằng: Thần tuân lệnh phá tần của bệ hạ, tiến thẳng tới Hàm Dương. Tử anh phải ra hàng mà chịu trừng trị theo quốc pháp, kính tôn bệ hạ lên làm Nghĩa Đế để thực sự làm chủ thiên hạ vậy. Nhưng Bành Thành chính là nơi đường Nam Bắc cùng sông thẳng tới, là đất dụng võ giao tranh, chẳng phải là chỗ bệ hạ nên ở. Nay Sâm Châu là nơi danh đô ở Hồ Nam, tả có Động Đình, hữu có Bành Lãi, sơn thủy tươi đẹp, là nơi kinh đô của bậc đế vương vậy. Xin bệ hạ giá lâm tới đó là để quan sát được cả thiên hạ. Nay bệ hạ lại nghe theo lời bọn tiểu nhân, không theo lời xin của thần, đến nỗi quân thần có chỗ nghi hoặc lẫn nhau, xe kiệu còn ngăn chưa được rượu thưởng, ngựa xe dập đường tới nghênh đón, chọn ngày chờ đợi, phí tổn một buổi, vạn lạng còn thiếu, là người đứng đầu muôn dân, làm sao á lòng cho được. Nay lại sai chức thiên bộ bề tôi của thần, đến dâng thư khẩn tấu, mong bệ hạ mau chóng quyết định, chúng thần không khỏi vô cùng khẩn thiết trong lòng vậy. Nghĩa Đế đọc xong thư của Vũ, cùng bàn bạc với Tả Hữu rằng: Hạng Vũ nhiều lần sai người đến dục dã, gấp gáp như cháy nhà, đã không còn ra thể thống quân thần nữa. Nếu ta lại nấn ná, e sẽ sinh biến, chỉ bằng cho xe ngựa lên đường. Nghĩa Đế lập tức truyền lệnh cho bá quan văn võ lớn nhỏ, chọn ngày để rời sang Sâm Châu. Chỉ thấy dân chúng Bành Thành phủ phục chật hai bên đường, trông theo xa giá mà dập đầu, sắp hàng dài tới mấy trăm dặm. Có người hiến trà quả, có kẻ dâng tụng ca, nhà nhà đều bày hương án, ai nấy cùng nói: Nghĩa Đế ở đây mấy năm, thành trấn không bị nhiễu loạn, hương thôn đều được an tĩnh, trên dưới hòa mục, ấy là bậc chúa có đức vậy. Hôm nay rời đô, chẳng biết khi nào mới gặp lại, sao cho khỏi mong nhớ được. Nghĩa Đế thấy dân chúng quyến luyến không rời, cũng rời nước mắt mà khóc. Ngày ấy, khi Nghĩa Đế đi đến cửa sông lớn, thì có con cá màu trắng chặn thuyền, nước cũng không chảy nổi. Người lái thuyền phải neo thuyền dòng lại, chỉ thấy gió lớn nổi lên, đánh gãy đôi cột buồm lớn. May rằng thuyền đã tựa bờ nên không việc gì. Tối ấy, Nghĩa Đế vừa ngủ, chợt thấy có mây lạnh năm sắc che dập thuyền rồng, gió đưa hương thơm ngào ngạt, một đội nhạc tiên tự trên trời giáng xuống. Trước tiên có Kim Đồng Ngọc Nữ, hai người bước vào trong thuyền, nói nhỏ: Kính thỉnh bệ hạ sớm tới Long Cung nhận triều hạ của bá quan. Nghĩa Đế nói: Ta đang đến Sâm Châu dựng đô, chỗ này đâu phải chỗ ta ở. Kim Đồng nói: Long Cung phụng mệnh Thượng Đế đã đặt ngự tọa để đợi xa giá bệ hạ. Văn võ bá quan đều mặc triều phục chỉnh tề, đón đợi sẵn ở cửa Thượng Thanh rồi. Bệ hạ chớ chối từ. Nghĩa Đế nói: Long Cung e chẳng phải nơi nhân thế, chấm làm sao ở đó được. Kim Đồng nói: Thượng Đế thấy bệ hạ có đức của bậc quân chủ, nên được ở ngôi cao. Nay nhân có con của Xích Đế nắm quyền, phúc đức to lớn, bệ hạ nên nhường lại ngôi vị này mà xuống ở Long Cung để coi giữ thủy phủ, hội cùng liệt thánh cửu thiên, theo thứ bậc mà tiến cử, đó chẳng phải là việc nhỏ đâu, xin bệ hạ rời bước. Nghĩa Đế định bước ra khỏi thuyền rồng, trông ra xa thấy ánh nước liền trời, luồng to sóng lớn, tai nghe văng vẳng khúc nhạc tiên, nhưng còn chưa dám bước lên, đang khi chần chừ thì bỗng nhiên tỉnh dậy. Hóa ra một giấc chiêm bao. Bấy giờ trong thuyền, đồng hồ vừa điểm canh ba, Nghĩa Đế vội vàng gọi Tả Hữu châm đuốc mà kể lại giấc mộng cho hay. Có kẻ cận thần tâu rằng: Vừa rồi có cá lớn chặn thuyền, cột buồm lại bị gió đánh gãy. Cứ như giấc mộng này thì không phải là điềm tốt. Sáng sớm mai bệ hạ nên quay thuyền trở về, rồi sẽ lại bàn định. Nghĩa Đế nói: Không được, xa giá đã lên đường, tin tức đã bàn bố rõ. Nếu lại phản phục thì sao còn thể thống gì nữa? Huống chi số trời đã định, con người có thể làm được gì? Dẫu cho có điều bất chắc, cũng có gì phải sợ. Rồi bèn không nghe theo lời nói của cận thần nữa. Sáng sớm hôm sau, thuyền xuất phát lên đường, nhằm sông lớn mà tiến. Đi đến giữa sông, chợt có anh bố, Ngô Nhuế, Cung Ngao ngồi trên ba chiếc thuyền lớn, thuận chiều gió, gieo hò tiến lại. Ba người đứng ở đầu thuyền hô lớn:
Chúng thần phụng mệnh Hạng Vương đến đón bệ hạ, xin bệ hạ đem ngọc phù kim sách chuyển cho chúng thần xem để làm bằng. Nghĩa đế lớn tiếng mắng rằng, các ngươi giúp trụ làm ác, không biết vương hóa, đang giữa sông lớn dám đem quân chặn thuyền ta, thần trái lễ của kẻ làm tôi quá lắm. Bọn anh bố ai nấy cầm đao, cho thuyền áp sát thuyền rồng, rồi nhảy luôn sang, quân sĩ cũng theo sau xông lên thuyền rồng, khiến bọn thị tòng trên thuyền đều kinh hãi trốn chạy, bị bọn anh bố vùng đao giết luôn mất mấy chục người, có người nhảy xuống sông tự tận, có người ẩn nấp trong khoang thuyền. Nghĩa đế thấy tình cảnh ấy, chỉ tay về phía tây bắc mắng rằng, tên nghịch tặc Hạng Tịch, ngày sau mày tất phải chết thảm. Rồi bèn vén áo, nhảy xuống sông, để sóng cuốn trôi đi, chẳng biết tới đâu nữa. Những người ẩn núp trong thuyền đều bị bọn anh bố giết luôn. Anh bố giết nghĩa đế rồi, vừa định quay thuyền trở lại, chợt thấy bên bờ phía nam sông có người ngựa dân chúng đang đón nghĩa đế. Ai nấy cùng gào thét rằng, nghịch tặc anh bố, ngươi nghe theo sai khiến của Hạng Vũ, giết chết nghĩa đế, cướp đoạt thiên hạ thì quyết sẽ chẳng được dài lâu. Chúng ta sẽ bố cáo thiên hạ, lập một minh chủ, phát tang cho nghĩa đế mà giết lũ vô đạo các ngươi để rửa hận cho thiên hạ. Anh bố định chèo thuyền vào bờ mà đánh giết, nhưng gió ngược chiều, thuyền không vào ngay được, dân chúng cùng hò nhau bỏ chạy hết cả. Không biết sự việc thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.